Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ phim Hàn Quốc Hồi Ức. Bộ phim có thể loại hành động giả tưởng thông qua câu chuyện điều tra hình sự gây cấn của đôi nam nữ, độ dài 16 tập. Do đài truyền hình TVN phát hành từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 vào các tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, mỗi ngày một tập. Bộ phim kể về đôi nam nữ có nhiều duyên nợ khi cùng điều tra về một vụ án nguy hiểm với nhiều bí ẩn chưa nguyên được che giấu. Bộ phim với sự tham gia của đôi diễn viên trẻ đẹp sáng giá được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi từ nhiều năm qua. Nam tài tử đẹp trai, dễ mến với nụ cười ấm áp hiếm có, Yu Seung-hu đóng vai nam chính Dong Baek. Nữ diễn viên xinh đẹp lộng lẫy đi cùng thần thái trang nhã, thân thiện Lee Si-yeon đóng vai nữ chính Han Sun-mi. Diễn viên bắt đầu từ chàng trai Dong Baek có năng lực siêu nhiên khi đọc được ký ức của người khác tình cờ tham gia vào một vụ án. Dong Baek gặp gỡ nữ cảnh sát xinh đẹp có nhiều cá tính khác biệt đã xảy ra va chạm nảy lửa và bất hợp tác khi mới gặp nhau. Cô gái Han Sun-mi là nữ thanh tra hình sự với những mưu mô quỷ kế để săn tìm thủ phạm đạt nhiều thành tích đáng nể. Han Sun-mi lúc đầu khó chịu khi đối mặt với anh chàng Dong Baek, cuối cùng hai người đã cùng nhau giải quyết một vụ án bí ẩn. Nam tài tử Yu Seung-ho đã tham gia 20 bộ phim từ năm 2020 với các vai diễn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người xem. Yu Seung-ho đóng các bộ phim gần đây là Người hùng kỳ lạ của tôi không phải là robot mặt nạ quân chủ, nữ diễn viên Lee Seo-yeon đã đóng hơn 20 bộ phim từ năm 1999 gây nhiều tiếng vang tốt cho khán giả khắp vùng châu Á. Lee Seo-yeon đóng các bộ phim gần đây là Bác sĩ Johan, Quân vương giả mạo, Cú đánh cực đỉnh. Sự kết hợp của đôi diễn viên có nhiều tài năng này hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ phim hành động gây cấn với nhiều cảm xúc cho người xem. Chúc mọi người được dịp xem một bộ phim ly kỳ, hấp dẫn từ đầu tới cuối với nhiều tình tiết không thể bỏ qua. Hẹn gặp lại các bạn vào những lần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.